Thưa quý vị, hiện nay một số tiệm tạp hóa, cửa hàng thường có cách bày trí hàng hóa ra phía trước, bên ngoài cửa để nhằm thu hút khách. Song chủ và nhân viên tiệm thì lại chủ quan, không trông coi. Thực sự chẳng khác nào đã tạo thời cơ cho kẻ gian hành nghề đạo chích. Thậm chí bọn chúng còn liều lĩnh đến mức ngang nhiên xông vào cướp hàng hóa giữa ban ngày. Và chủ tiệm tạp hóa cũng chính là nạn nhân trong tình huống sau đây đã có cách phản ứng rất quyết liệt. Cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Tiệm tạp hóa của tôi cũng vừa vừa, nhỏ nhỏ, không có lớn, nên là có mình tự trông coi chứ không có mướn thêm người. Thì cũng như mấy cái tiệm tạp hóa khác, tôi cũng bày điện hàng hóa ra ngoài phía trước để người ta đi ngang, nhìn vô biết là mình bán cái gì cho dễ mua đồ. Thường tôi ở trong làm công chuyện nhà này nọ, khi nào có khách tới họ kêu thì mình ra bán thôi. Vậy thôi chứ nói thiệt cũng không có thời gian mà cứ ở ngoài trước trông coi cửa nhà suốt, tùm lum công chuyện phải làm. Nhưng lúc đó cũng là cái sự chủ quan của tôi. Lúc đó tôi đang ở trong nhà thì nghe ngoài trước có tiếng động. Tôi tưởng có khách nên ra bán đồ, ai dè lúc mà tôi ra tới thì thấy có một cậu thanh niên lạ quắc đang ôm 3 thùng bia lên xe. Biết ngay là cướp, tôi dí theo, mà mình dí theo đâu có kịp. Nó là thanh niên trẻ khỏe mà, mình là bà già dí theo sao kịp. Mà cái lúc tôi phát hiện ra là nó leo lên xe rồi, 3 thùng bia là mấy trăm ngàn, gần cả triệu bạc chứ đâu có ít. Tôi giằng co nhưng mà đâu có làm lại tên cướp. Cuối cùng nó làm rớt lại một thùng bia, rồi cướp 2 thùng đi mất. Các chủ tiệm tạp hóa cần cảnh giác, không trưng bày hàng hóa quá sát bên ngoài, rất dễ tạo điều kiện cho những tên đạo chích hành nghề. Chỉ nên dùng các vỏ hộp, thùng giấy để trưng bày nhằm hạn chế mất mát tài sản. Bên cạnh đó thì cũng cần bọc thêm dây rào phía bên ngoài, hòng gây khó khăn, cản trở hành động của kẻ gian. Và đồng thời, khi phát hiện trộm cướp, phải ngay lập tức tri hô và nhanh chóng ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của các đối tượng để trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Hạn chế việc áp sát, giằng co bởi rất nguy hiểm cho sự an toàn của chính bản thân mình. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tuần sau, cũng vào lúc 16:40 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mọi đóng góp, ý kiến, chia sẻ xin gửi về địa chỉ email truyền cảnh giác vn@gmail.com. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.